Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày 20 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, tỉnh ủy đã tặng truy tặng huy hiệu Đảng cho 278 đảng viên. Trong đó tặng huy hiệu Đảng cho 269 đảng viên, đặc biệt có 6 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Đồng thời thực hiện truy tặng huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên. Việc trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận những cống hiến của đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương, đồng thời là niềm vinh dự tự hào của mỗi đảng viên, khích lệ các đảng viên tiếp tục phát huy bản chất người chiến sĩ cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Ngày 19 tháng 5, ba học sinh ưu tú của huyện Bảo Thắng đã vinh dự được kết nạp Đảng. Ba học sinh ưu tú được kết nạp Đảng dịp này là em Phan Thị Anh Thư, học sinh lớp 12B, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bảo Thắng. Em Dương Mai Hoa, học sinh lớp 12A1 và em Đỗ Văn Đông, lớp 12A3, cùng là học sinh trường trung học phổ thông số 2 Bảo Thắng. Đây đều là những học sinh ưu tú, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động bề nổi do đoàn trường tổ chức. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bảo Thắng phấn đấu kết nạp 1.400 đảng viên. Từ đầu năm 2024 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 53 đảng viên, trong đó có 3 học sinh trung học phổ thông. Những học sinh đầu tiên của huyện trở thành đảng viên là dấu mốc quan trọng của tổ chức đảng cơ sở, tạo động lực để ngày càng có thêm nhiều đảng viên ưu tú được giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp vào đảng. Mới đây, buổi chạy thử thí điểm mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân do Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện thuận lợi đã đem đến nhiều kỳ vọng cho ngành giáo dục trong đẩy mạnh chuyển đổi số thời gian tới. Em Nguyễn Như Ngọc là một trong 40 học sinh của trường Trung học phổ thông số 1 được tham gia buổi thử nghiệm mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân. Sau khi xác thực thông tin ở máy giám thị bằng cách quét mã QR căn cước công dân, Ngọc được cung cấp đầy đủ thông tin dự thi và thuận lợi tham gia thi. Lần đầu tiên thì cũng thấy bỡ ngỡ, nhưng mà khi mà được thầy cô hướng dẫn rồi được check-in ấy ạ, thì thấy thông tin hiện ra rất là nhanh chóng. Khi ngồi vào phòng thi thì em đăng nhập vào rất là thuận lợi và không hề gặp nghẽn mạng hay là vấn đề gì cả. Giao diện thì rất dễ là sử dụng. Chỉ cần nhớ được mật khẩu và thông tin đăng nhập là có thể vào rất dễ dàng. Để buổi thử nghiệm diễn ra thuận lợi, giáo viên trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai đã được kỹ thuật viên của VNPT hướng dẫn quy trình thực hiện với các thao tác được đánh giá là tương đối đơn giản, nhanh gọn. Buổi thử nghiệm của mô hình thì phần mềm chạy rất là tốt, thao tác rất là đơn giản nên là cũng không gặp khó khăn gì hay là có lỗi gì xảy ra. Phần mềm thì cơ bản là ổn rồi, thì giáo viên chỉ cần thực hiện là hướng dẫn học sinh việc đưa thẻ vào máy quét thẻ, sau đó là hướng dẫn học sinh đứng đúng vị trí để chụp ảnh, sau đó mình thao tác chụp ảnh. Là phần mềm sẽ còn lại là phần mềm sẽ xử lý. Mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân là một trong 43 mô hình của đề án 06 được triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Buổi thử nghiệm đã khảo sát, đánh giá được hạ tầng mạng Internet, cài đặt phần mềm và các điều kiện khác để bảo đảm việc triển khai thực hiện mô hình chất lượng, hiệu quả. Mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Qua cái việc xác thực cái căn cước công dân của học sinh thì có thể đưa vào cái cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục để giúp cho các cái hoạt động chuyên môn của các thầy cô, các nhà trường như là điểm danh học sinh bằng camera thông minh khi các em đến trường, để đánh giá cái chuyên cần của học sinh, rồi để trợ giúp cho các cái quyết định lãnh đạo quản lý của các nhà trường cũng như các cơ quan quản lý giáo dục. Thứ hai nữa là tránh gian lận trong thi cử. Và cái thứ ba lớn hơn đó là thầy cô giáo và học sinh có thể làm quen với các cái công nghệ số để cho có thói quen làm việc, học tập ở trên môi trường số. Cũng từ buổi thử nghiệm này, các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện ra những hạn chế, đề xuất một số giải pháp khắc phục lỗi kỹ thuật của phần mềm, những yếu tố cần và đủ khi triển khai đại trà. Từ đó đảm bảo mô hình vận hành hiệu quả nhất, phục vụ đắc lực cho chuyển đổi số trong hoạt động của ngành giáo dục. Những ngày gần đây, Tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố Lào Cai đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm thanh niên điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông.
Tối ngày 18 tháng 5, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên từ 14 đến 17 tuổi điều khiển xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm, độ pô, chạy xe với tốc độ cao trên một số tuyến đường thuộc phường Nam Cường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ, tổ công tác đã đưa nhiều thanh niên và phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý theo quy định. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 5, tổ công tác đặc biệt cũng phát hiện kiểm tra và xử lý nhóm thanh niên vi phạm luật an toàn giao thông, mang theo nhiều công cụ, dao, kiếm tự chế. Thời gian tới, tổ công tác đặc biệt hóa trang sẽ thực hiện nhiệm vụ độc lập và phối hợp với các tổ cố định, thực hiện nhiệm vụ trên nhiều địa bàn, tuyến đường và khung giờ khác nhau để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những ngày qua thường xuyên có mưa về đêm và sáng là điều kiện để các đối tượng sinh vật phát sinh gây hại mạnh trên cây trồng, nhất là cây lúa xuân. Hiện nay đã ghi nhận một số loại bệnh gây hại trên lúa xuân như dày nâu, dày lưng trắng tại các địa phương Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Sát, thành phố Lào Cai với khoảng 70 ha, trong đó có khoảng 5 ha nhiễm nặng, khoảng 2,5 ha lúa xuân nhiễm nhẹ bệnh đạo ôn, 9,7 ha nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Bệnh khô vằn phát sinh gây hại trên diện tích nhiễm 21,2 ha tại huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Ngành nông nghiệp Lào Cai khuyến cáo nông dân các địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng và chủ động phòng trừ kịp thời, đặc biệt theo dõi diễn biến bệnh đạo ôn phát sinh gây hại mạnh trên các trà lúa và tập trung theo dõi chỉ đạo phòng trừ dày gây hại trên các trà lúa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, toàn tỉnh hiện còn 15.979 hộ chăn nuôi vẫn chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Toàn tỉnh hiện có 77.411 hộ chăn nuôi, số hộ có chuồng nuôi nhốt hợp vệ sinh trên 61.000 hộ, chiếm 79,4%, trong đó có khoảng 7.000 hộ thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi bằng bioga, hơn 4.000 hộ chăn nuôi có sử dụng đệm lót sinh học. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường chăn nuôi, ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc hướng dẫn vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi và xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường như xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm bioga, xử lý chất thải chăn nuôi bằng biện pháp nuôi giun quế và sục khí. Sân khấu hóa tác phẩm văn học là nét đổi mới phương pháp giảng dạy ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 với phương pháp trả tác phẩm về cho học sinh. Sân khấu hóa tác phẩm văn học đã tạo sân chơi hấp dẫn, khơi dậy khả năng sáng tạo, niềm yêu thích văn chương nghệ thuật cho các em, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn. Một buổi sân khấu hóa tác phẩm Chí Phèo của các em học sinh lớp 10 văn trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai. Học sinh phải nghiên cứu xây dựng kịch bản, viết lời thoại và hóa thân nhân vật để tái hiện lại sinh động nội dung tác phẩm. Nhờ đó, việc tiếp thu kiến thức bài học với các em dễ dàng, hiệu quả hơn. Khi mà được sân khấu hóa tác phẩm văn học thì cháu cảm thấy là yêu thêm tác phẩm và cảm thấy là tác phẩm được dựng lên một lần nữa để mình có thể tưởng tượng ra được là cái xã hội ngày xưa nó phát triển và nó hình thành như nào. Sân khấu hóa tác phẩm văn học là một trong những phương pháp dạy và học văn theo phương châm trả tác phẩm về cho học sinh, giúp các em tiếp nhận các tác phẩm văn học theo một cách riêng đầy sáng tạo. Thay vì những giờ giảng, thầy đọc, trò chép, học sinh phải dành thời gian tìm hiểu đặc điểm, tính cách nhân vật và diễn sao cho sát ý nghĩa tác phẩm. Nhờ đó, tác phẩm văn học trở nên sống động, học sinh dễ tiếp thu nội dung bài học, đồng thời rèn cho học sinh kỹ năng tổ chức sự kiện, làm việc nhóm. Đây cũng là một cách trả bài đầy mới mẻ, bởi vì học văn không chỉ là học thuộc, mà chúng em còn được bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của bản thân mình, cũng là một cách để chúng em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phát huy hết năng khiếu của bản thân. Thông qua cái chuyên đề sân khấu hóa tác phẩm văn học này thì đã đưa cái tác phẩm, những cái tác phẩm ngữ văn, những cái đoạn trích văn học hay có giá trị nhân văn đến gần với học sinh hơn, giúp cho các em học sinh trong những cái giờ học của mình không chỉ khám phá được cái giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm mà còn được đồng sáng tạo với nhà văn. Việc đa dạng hóa các hoạt động dạy và học ngữ văn, trong đó có việc dàn dựng sân khấu hóa tác phẩm văn học được nhiều trường triển khai, giúp những giờ học văn thêm sinh động, hấp dẫn, hiệu quả học tập vì thế cũng được nâng lên. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Hôm nay 20 tháng 5, 2,5 tấn vải tươi đầu tiên của xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Đông.
Vải xuất khẩu đợt này được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn cầu tuyển chọn từ vườn vải chín sớm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được cơ quan chức năng của tỉnh lấy mẫu kiểm nghiệm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của quốc gia nhập khẩu. Vải tươi được cắt cuống, lá, đóng vào thùng xốp với trọng lượng 13-15 kg quả một thùng, sau đó đưa về sơ chế đóng gói. Hiện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thực phẩm Toàn cầu đã ký hợp đồng bao tiêu khoảng 100 tấn vải tươi và 2.000-2.500 tấn vải chế biến với các vùng trồng vải thiều theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap để xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, các quốc gia khu vực châu Âu, Trung Đông. Bến Tre là địa phương trồng dưa lớn nhất cả nước. Với diện tích khoảng 79.000 ha, tương đương vườn dừa của tỉnh Bến Tre có thể lưu trữ đến 5,8 triệu tấn CO2. Bà con nhà vườn cũng có thể thu về 10-30 triệu đô la Mỹ từ cây dừa. Từ nay đến năm 2026, Bến Tre sẽ thực hiện một số nội dung như đánh giá xác định tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, tập trung cho đối tượng cây dừa, rừng ngập mặn ven biển, thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý, các cơ sở phát thải khí trên địa bàn tỉnh về tham gia thị trường carbon. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh đang chủ trì thực hiện nhiệm vụ đánh giá tiềm năng tỉnh Bến Tre tham gia thị trường carbon với nguồn kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng. Mặc dù triển khai ghép tạng muộn hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á 20 năm, nhưng trong 2 năm 2022 và 2023, mỗi năm Việt Nam thực hiện được hơn 1.000 ca ghép thận, gan, tim, phổi và trở thành nước có số lượng ghép tạng trên một năm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay nước ta đã triển khai thực hiện chẩn đoán chết não hiến mô tạng tại 9 bệnh viện, trong đó có cả bệnh viện tuyến tỉnh, xây dựng mạng lưới bệnh viện hiến trên toàn quốc với 68 bệnh viện. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của người bệnh. Hơn 94% tạng ghép từ hiến sống, nguồn hiến tạng sau chết và chết não còn rất hạn chế. Hiện nay chỉ hơn 86.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chiếm 0,086% dân số. Hơn 8 triệu cử tri nước Cộng hòa Dominica đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và bầu chọn một cơ quan lập pháp mới. Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 18 giờ cùng ngày ở Việt Nam, và sẽ đóng cửa vào 17 giờ cùng ngày. Dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 5. Dẫn đầu cuộc tranh cử Tổng thống lần này là Tổng thống đương nhiệm Abinader. Còn tại cuộc bầu cử Quốc hội, Đảng Cách mạng Hiện đại của ông Abinader cũng được dự báo sẽ chiếm đa số ghế. Được biết, ông Abinader đắc cử Tổng thống Cộng hòa Dominica năm 2020 khi đại dịch COVID-19 đang hoành hành, với cam kết khôi phục niềm tin của người dân đối với chính phủ sau một số vụ việc tham nhũng bị phát giác trước đó. Lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo đã đẩy lùi một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền nước này, đồng thời bắt giữ một số nghi can. Trong thông báo phát trên truyền hình, người phát ngôn của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, các lực lượng quốc phòng và an ninh đã đập tan âm mưu đảo chính tại thủ đô Kinshasa. Trong số những thành phần tham gia có cả người nước ngoài, song ông không nói rõ là người nước nào. Một số nguồn tin cho biết hiện quân đội Congo đã kiểm soát tình hình và người dân ở thủ đô có thể an tâm đi lại. Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, một nhóm đối tượng có vũ khí đã đột nhập nơi ở của các chính trị gia và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở thủ đô Kinshasa. Trong ngày 20 tháng 5, Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10 sẽ chính thức khai mạc tại đảo Bali của Indonesia. Mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được hoàn tất. Đường phố Bali những ngày này đẹp hơn ngày thường. Đầu đầu cũng xuất hiện hình ảnh các vật phẩm trang trí từ tre và lá dừa đặc trưng để chào đón các vị khách. Hơn 14.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai loại bỏ mọi nguy cơ và bảo đảm an toàn cho sự kiện quan trọng này. Ngoài ra, biệt đội kỵ binh và hàng chục chó nghiệp vụ cũng được huy động. Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10 quy tụ các bên liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước. Dự kiến sẽ có khoảng 30.000 người tham dự sự kiện đến từ 172 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những giải pháp và cam kết mới trong việc quản lý nước bền vững và công bằng là mục tiêu được hội nghị lần này đưa ra.
Hãng tin Yonhap dẫn số liệu do Cục Hải quan Hàn Quốc công bố cho thấy xuất khẩu mì ăn liền của nước này đạt con số 108,6 triệu đô la Mỹ trong tháng 4 vừa qua, tăng 46,8% so với một năm trước đó. Thông tin này một lần nữa là minh chứng cho thấy mức độ phổ biến ngày càng tăng của văn hóa và ẩm thực quốc gia Đông Bắc Á này. Đây cũng là tốc độ tăng nhanh nhất của xuất khẩu mì ăn liền Hàn Quốc trong 2 năm qua, nhưng tốc độ này sẽ còn tiếp tục đạt mức cao nhất trong năm nay nhờ sự phổ biến của điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc, cũng như nhu cầu cao đối với các loại thực phẩm ăn liền với giá cả phải chăng trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Trong năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đạt 952 triệu đô la Mỹ. Cục Hải quan nước này dự báo con số trong năm nay có thể sẽ vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.